Ngày 28 tháng 11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án. Khởi tố bị can Mo Thị Nang, 28 tuổi và Ven Văn Tuấn, 37 tuổi, cùng ngụ xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Người bị Nang và Tuấn đem bán sang Trung Quốc là chị C, T, Quy, 22 tuổi, ngụ xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 5 năm 2015, Nang và Tuấn rủ Dê và đưa chị Quy lúc đó Quy chấm mới 15 tuổi, phóng viên đem bán sang Trung Quốc với số tiền 180 triệu đồng. Sau 7 năm bị bán sang xứ người, trung tuần tháng 11 năm 2022, chị Quy trốn được từ Trung Quốc về Việt Nam viết đơn tố cáo Nang và Tuấn. Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Bảo Nam xác minh, làm rõ. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan công an đã bắt giữ Nang và Tuấn liên quan đến việc bán chị Quy sang Trung Quốc.